À, chào bà con, ngày hôm nay mình đi tới shop ở Yaguna. Cái shop này thì cái shop IGA, cái này là shop nhỏ thôi, cái supermarket á, market nhỏ. Còn trước mặt mình đây là cái xe lửa, nó đang chạy bằng bằng điện bà con, xe lửa điện á. Là cái này nó tùy theo tuyến giờ, tùy theo mấy giờ mà buổi sáng với buổi chiều khi mà đón khách để người ta đi làm á, thì cứ chừng 5 phút có một chuyến, 5 phút có một chuyến, rồi sau đó hết cái giờ cao điểm rồi thì bắt đầu nó giảm xuống. Đâu, cái này đóng cửa hoàn toàn tự động hết bà con. Ở hiện tại ở nước Úc này người ta đang khuyến khích người dân bớt đi xe hơi và đi xe lửa nhiều, nhưng mà cái ca phạt thì nó không có được lớn cho lắm, có một số thì cũng lớn nhưng mà có nhiều cái hầu hết là nhỏ nhỏ nhiều, tùy theo cái vùng nữa. Những cái vùng bang sao thì cái ca phạt để tân người ta đậu để đi xe lửa rất là ít, còn ở đây thì cái đám này thì tương đối nó lớn, ca phạt này tương đối nó lớn hơn. Rồi bên kia đường nó cũng có một số cho người ta đậu xe. Rồi bây giờ bắt đầu mình đi vô trong cái shop IGA. Cái này nó thuê shop mà nó không có mua. Mình đặt cái đồ nó bán mắc hơn so với tụi Wunderwall hay Coach. Thằng Audi nó cũng tự xây lấy, thì là cái nó không phải trả cái tiền building của nó, cái tòa nhà của nó thì nó đỡ. Còn thằng này đi thuê lại thì nó phải trả tiền thuê thì nó mắc lắm. Tiền thuê của nó nhiều, những cái này nó phải tới mấy chục ngàn một tháng, thì nó khoảng cũng phải 10 ngàn, phải 10 ngàn một tuần á, phải 10 ngàn một tuần, bởi vì nó phải tăng cái giá tiền bán lên để nó lấy cái tiền thuê rồi tiền trả cho công nhân nữa. Thì hôm nay mình tới mình ủng hộ nó, thì mấy thằng nhỏ này thì nó cần tới mình nhiều, có mấy thằng kia lớn thì nó rẻ chút xíu, nhưng mà mình không ủng hộ mấy thằng nhỏ thì mấy thằng nhỏ chết hết thì nó mất sự cạnh tranh đi. Đây. Trước mặt mình là cái tiệm bánh mì của người Việt, rồi bên này cũng có một cái break cake cũng của người Việt luôn, hai cái. Bây giờ tới mình đi shop trễ mới được, đóng cửa hết à. Hành hôm nay nó bán hành này thì bán cây 18 đồng một 10 ký. Ok. Rồi vô mình coi cho nó trong cái này thế nào. Về đám này thì nó cái shop nó nhỏ. Cái shop nó nhỏ thì nó bán mắc hơn hai so với hai thằng kia. Cây dưa leo bên này 2 đồng 49 được 2 đồng rưỡi. Và như tới cái mùa của nó rồi, tới mùa hè rồi thì nó làm được nhiều, nó sản xuất được nhiều thì nó bán rẻ. Còn tới cái mùa đông á, dưa leo bán mắc lắm. Cái gì? Coi cái thằng này bao nhiêu? Nó không đi giá hả? Nên cái này hầu hết nó đều có giá cả hết trơn trọi. Hầu hết nó đều giá. Như bắp cải nó đi 4 đồng rưỡi với một cây gì đó. Với một cây 4 đồng rưỡi. Nó coi như là tùy theo loại, coi như bây giờ nó rẻ quá chừng đi. Cái salad hôm rồi bán tới mười mấy đồng, khi mà cứ bị đợt mà bị ngập lụt á. Thì nó cũng tới mười mấy đồng, nhưng bây giờ bắt đầu tới cái mùa nó sản xuất ra rồi thì bây giờ nó rẻ. Mà cái cần giờ rồi xoài giờ đang trúng mùa, xoài giờ đang tới mùa của nó, giờ cũng rẻ quá chừng đi. Rồi bắt đầu bánh kẹo rồi kia cái nọ, thông thường thì
khi mình đi tới một cái shop lớn như vậy này, nó có nó được cái trước khi mình vô nó có cái bảng hiệu ở trong nó để thứ gì mà thằng này nó không có để thì nó mình không biết nó để cái gì trong này. Thông thường nó để rằng nó trong cái ở giữa nè, trước đường đường đi á, để cho mình biết mình đi dễ đi. Wow, bánh này cũng rẻ quá chừng nào. Trước một cái này 3.50 đồng, mà hôm nay có 2.75 đồng. Mình thích ăn cái loại bánh mà nó có lemon nè, mình lemon này ngon nè, rẻ quá chừng đi, 2.75 đồng. Còn mấy thằng shop lớn gì nó không có giảm giá xuống. Thằng lemon này ăn ngon nè, thằng lemon này ăn ngon, mình thích mấy cái này. Còn cái thằng này này mình sẽ cầm mớ này, bà này bà cũng đi mua, bà này bà cũng mua ở đây. Coi như bây giờ nó coi như mình đi dạo vậy đó, tùy theo gặp mà thông thường nó đi nó phát cái bảng cái tờ quảng cáo đó, cái tờ quảng cáo nó sẽ bán sao sách cho mấy bọc này, cái này để dành cho hôm về Việt Nam mình cũng mua mấy cái này nè, ăn ngon lắm. Nhưng mà mấy cái thứ này thì cái này nó có cream không à, nhưng mà cái thằng này nó cũng cream mà nó pha cái mùi chanh nhá, ăn nó ngon. Cho mình kiếm cái thằng strawberry mà không có cái này kẹt mùi chanh thôi. Bên nó đi sale hai thằng này nữa, thằng này nó không có ngon bằng, nó tùy theo mỗi người thích, mình thì thích thằng kia. Ok, mình thử cái này nữa, cho 5 cái, coi như 2, 4, 5. Ok, được rồi, thì bà hãy ăn tên điện lệ. Coi rú cuộc già cái đầu thích ăn vặt bà con, ta coi như nhiều khi mình lái xe á, bây giờ đi làm hết cũng nửa tiếng, đi làm về hết nửa tiếng, còn hồi mình mở shop á thì mất hết 1 tiếng vừa đi vừa về, à không, mỗi một lần đi mất 1 tiếng, để về mất 1 tiếng, hay đang sale, đúng nhiều đâu, ăn vài bữa là hết. Để đâu, để chưa? Để cái giỏ rau á. Ủa sao để trong bên này? Để hai bên được hả? Đó, thì giờ khi mình đi mình ủng hộ mấy thằng nhỏ vậy thì nó có đường nó sống mà con. Còn cái trái thanh long này là đi bán coi như 12 đồng một ký. Rồi bán mít đi nè bà con. 9 đồng một ký, à 10 đồng một ký. Nó mang tới mít đi nó bán nè. Mà cái này mà trong đó ở Việt Nam mua quá trời rẻ đi. Mít bán cây jackfruit 10 đồng. Xoài quá trời bự. Coi như 3 đồng rưỡi một ký. Vừa rồi bà xã mình đi ra ngoài shop á, bà ấy quất cho một thùng. Quất cho một thùng cây mới xách về, bà ấy đi bộ bà xách về, bà ấy phê quá. Mình mới mua một thùng thì nó bán cũng rẻ lắm, thì người Việt người ta mua nhiều á, người ta mua nhiều cái bắt đầu người ta bán thì nó bắt đầu nó xuống hơi xuống sức một cái, xuống coi gì kiểu mà hơi cũ chút xíu á, người ta phải bán tông bán tháo đi cho nó kịp, còn nếu mà để nó bị hư đang coi chỉ nước dục đi thôi. Bên này thì nó bán đủ thứ nè, mấy thằng Ý á, người Ý á, nó thích ăn mấy cái này, theo mới ăn cái đồ này, mấy này cái hãng của Ý làm nè, sausage thì hamburger, sausage với cái hot dog, hả? Nhưng mà chuối đây cũng vậy nè, nói chung cái mấy thằng này nó bán nó tùy theo nó bán có được giống như nước ngọt bây giờ ha,
ngọt này 2 lít thì nó bán nhiều khi nó xạo này tới 3 đồng mấy, 3 đồng rưỡi. Coi thông thường mình mua cái kia 2 đồng mấy, coi nhiều cái này gần 1 hay 25 thì 2 đồng rưỡi. Cái này thì nó xạo cái giá này, đúng thiệt này. Nó xạo ở nó cũng sale được chút xíu, nó bán mắc hơn. Của nó 2 đồng 85, bây giờ nó bán còn 2 đồng 49. 2 đồng rưỡi. Thì cái mấy thằng nhỏ nhỏ này thì nó cũng cần phải có sức sống đây này. Nó như gì? Nếu mà không ủng hộ nó thì nó ế rồi đóng cửa thì mất sự cạnh tranh đi. Thì lâu mình cũng phải ghé qua mua cho nó. Cái hãng này mình trước mình làm đây, Trap này, Trap mình trước mình làm ở trong cái hãng này, và nó coi bây giờ nó giờ đi xa ra, bây giờ nó hồi trước nó nằm gần ở thành phố đó, nằm gần thành phố thì mình cũng ở gần thành phố thì mình chạy tới nó gần, bây giờ nó đi xa quá, mà bây giờ mình nghỉ cũng 2 mấy năm rồi, 2 mấy năm thì coi như bây giờ trở lại nó thì trở lại nó thì nó vẫn có thể nhận, nó vẫn có thể nhận, nhưng mà bây giờ mình không thích cái là coi như bây giờ nó làm thay đổi cái ca đó, nó bắt chước thằng Coca, bắt chước thằng Coca, coi như nó làm cứ xoay tour mấy ngày, cứ xoay tour coi như cứ vừa sáng vừa chiều vừa tối, đó coi như cứ tiền lương nó cao hơn. Nhưng mà nó làm mất thì giờ coi như mình không có biết được ngày nào chính xác để mình nhìn, để có thể làm công chuyện được của mình nhá. Còn cái hãng mới của mình mới kiếm được đây á, thì nó làm có 4 ngày nhưng mà lãnh lương 5 ngày. Nè, mới tới phần dầu ăn nè. Nó bán đủ thứ đó, ở trong này bán đủ thứ. Rồi mình thao mình lựa thì mình có lấy cái xe đẩy thì không có mình xách cái lấy cái sách, còn không có thì nhưng mà cái bọc để mà đựng đồ hiện tại vì nó không cho nữa bà con, mình đi mua đồ mình phải mang theo cái đồ sách, túi sách của mình. Bây giờ coi như chính phủ bây giờ đang kêu gọi người dân đi mua cái túi sách xài lâu bền quay. Xe lơ bên để nó bảo vệ cái môi trường, tại vì cái bọc này là cái bọc nhựa này nó phải tốn rất là thời gian rất là lâu nó mới phá tiêu hủy được, nên là mấy nhiều khi nó thải đâu. Với cái xong bên này nó cái xong bên này chứ, sao để làm gì? Mấy cái shop nhỏ thì chỉ có một người bán, một người tính tiền thôi, còn mấy người xếp hàng. Hả? À, sao? Có được đồng hả? À. Còn mấy bọc này kia nhà đầy bọc vẫn phải tốn tiền trả tiền bọc. Lắc khi có đâu. Nó để xe đẩy đâu. Ok. Hiện tại bây giờ nó một số Audi á. Audi với thằng này thì nó đi, nó bây giờ nó bắt người ta phải bỏ tiền vô rồi sau đó mới lấy được cái xe, rồi sau đó mình muốn lấy tiền lại thì mình phải đẩy cái xe trở lại để đỡ tốn tiền nhân viên, để đỡ tốn tiền nhân viên. Nó tại vì tiền nhân viên của nó coi như nó tính theo giờ đó, giờ mà trả theo đúng luật pháp đàng hoàng cũng tốn tiền lắm.
Để nó để tiết kiệm á, mấy người dân ai mà muốn tiết kiệm một đồng á thì sẽ kéo xe đẩy này để đẩy lại cho nó. Ok. Rồi đó như vậy á, để mình bỏ vô cái này một bên đồng vô thì lát nữa. Hãy bỏ đi ra. Cái bóp này sao? Cái bóp này sao đây? Có lấy không? Mấy bắp này coi như bự quá chừng nè. Mà bắp ở đây nó màu vàng bà con. Trên nó không coi như màu trắng như Việt Nam. Bắp vàng nhưng mà Việt Nam thì lại giờ cho heo ăn nè. Chơi sang, Việt Nam chơi sang quá chừng cho heo ăn. Còn bên này thường thường bắp vàng không à. Còn bắp trắng giống kiểu Việt Nam nó không có, bắp kiểu dẻo nó không có. Nhưng mà ăn bắp này nó ngọt. Xong chưa? Yes, one word. Yes, okay. I have plenty. No, I'm not finished. Oh, you need more. Thank you. I've got a bucket over there. One more. No bucket. Ok, tính tiền xong. Vừa rồi mình xếp đồ lên thì không có cầm tay được. Thì hy vọng bà con có thể thông cảm nha. Tại mình vừa mình không thể nào vừa một tay cầm máy mà tay xếp đồ được. Đây. Rồi bây giờ mình đi ra ngoài. Ồ mà giữ tủ lạnh cho đầy ngắt thì sao đây? Giờ bắt đầu ra ngoài ra bạc nè. Các bạn thì mình đi lẹ đi mua đồ chiều á. Là xe nó cũng vắng. Và các bạn báo vắng. Đây. Muốn đợi gì đợi. Ok. Thoải mái ha. Nó chạy đâu. Lái không đúng nè.
nó bây giờ coi bây giờ mình thoải mái rồi ha, coi như để cho mai đợi, bây giờ mình quay máy nè. Thì giống vừa rồi đó, nếu mà mình muốn tiết kiệm một đồng, ở nhiều chỗ nó bỏ 2 đồng, à nó còn cả 1 đồng với 2 đồng. Thì nó đẩy dưới sang sang này nè, sang này đó, đây thì để mình bỏ vô một cái xe nào đó đó. Đây mình lấy tiền trả lại, đem đây nó có cái bãi để xe nè, bãi để cái cho lì của nó nè, cái cho lì của nó nè, mình lấy tiền lại thôi. Ok rồi, tạm thời mình ngưng máy nha để bắt đầu xếp đồ lên. Rồi bye bye bà con nha, rồi có gì cho một cái like để tiếp tục quay kênh của mình. Rồi bye nha.